Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 của La Liga sau thất bại tâm phục khẩu phục 0-3 trước Benfica ở vòng bảng Champions League mùa giải 2021-2022 hồi giữa tuần. Barca hành quân đến sân Wanda Metropolitano để làm khách trước Atlético Madrid. Mục tiêu của Barca là giành ít nhất một điểm trước nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, trong ngày mà hàng thủ tiếp tục thi đấu như mơ ngủ, đội bóng xứ Catalan đã không làm được điều mình muốn. Ngay phút thứ 23 của trận đấu, Luis Suarez đã có đường chọc khe thông minh để Thomas Lemar ghi bàn mở tỷ số cho Atlético Madrid. Trước khi hiệp 1 khép lại, chính Thomas Lemar là người đáp lễ để Atlético Madrid có bàn nhân đôi cách biệt bị dẫn trước 2-0 nên Barca không còn gì để mất. Đội bóng xứ Catalan chơi tất tay trong hiệp thi đấu thứ hai. Đội khách chủ động kiểm soát bóng, đầy cao hình để tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội so với Atlético Madrid, nhưng những đợt lên bóng của Barca lại thiếu tính đột biến nên dễ dàng bị đội chủ nhà hóa giải. Đội khách phải sử dụng nhiều tình huống tạt bóng và cố định để tìm kiếm cơ hội cho mình, nhưng cũng không gây được khó dễ cho hàng thủ của Atlético Madrid. Chung cuộc, Atlético Madrid giành thắng 2-0 trước Barca. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone đã có 17 điểm bằng với Real Madrid nhưng đá nhiều hơn đội bóng cùng thành phố một trận. Trong khi đó, Barca tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng khi có 12 điểm sau 7 trận đấu. Cập nhật bảng xếp hạng tạm thời của La Liga tính đến ngày 3 tháng 10 như sau: Real Madrid dẫn đầu với 17 điểm sau 7 trận đấu, Atlético Madrid đứng thứ 2 với 17 điểm sau 8 trận đấu, Real Sociedad đứng thứ 3 với 16 điểm sau 7 trận, Sevilla đứng thứ 4 với 14 điểm sau 6 trận, đứng thứ 5 là Osasuna 14 điểm 8 trận, đứng thứ 6 là Rayo Vallecano 13 điểm, đứng thứ 7 là Athletic Bilbao 13 điểm, xếp thứ 8 là Valencia 12 điểm, Real Betis đứng thứ 9 với 12 điểm, Barcelona đứng thứ 10 với 12 điểm, Mallorca đứng thứ 11 với 11 điểm, Villarreal đứng thứ 12 với 8 điểm, Celta Vigo xếp thứ 13 với 7 điểm, Cadiz đứng thứ 14 với 7 điểm, Espanyol đứng thứ 15 với 6 điểm, Elche đứng thứ 16 với 6 điểm, Levante đứng thứ 17 với 4 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Granada, Deportivo Alaves và Getafe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.